là một chiếc bể cá Fulred siêu to khổng lồ. Nghe có hấp dẫn không các bạn? Đây là mấy con Fulred tơ nè, đâu đó tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Còn đây là mấy con lớn hơn một tí, tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Còn đây là những bà mẹ đã cho mình rất là nhiều lưới cá con luôn. Khi đạt đến một size nhất định, không còn khả năng sinh sản nữa, thì bây giờ mình sẽ đem toàn bộ chúng thả ra một chiếc hồ hoa súng siêu to khổng lồ luôn nè. Chiếc bể này á, mình mới set up lại hôm bữa để nuôi sọc ngựa cánh tiên, nhưng mà tụi nó ngẫm của tẻo hết trơn rồi. Và hiện tại nó sẽ là ngôi nhà mới của những em Fulred. Mà các bạn có thấy gì không? Chiếc hồ thì to đùng mà có mấy con cá le ngoe à. Thôi để tôi đi ra đây vớt thêm một mớ nữa thả vô, thiệt là nhiều, ngắm thì nó mới thích mắt. Nhỏ vài giọt barbecue để mà sát trùng ngừa nấm cho tụi nó nè, thêm vài giọt tớp tớp nữa để mà ngừa nội ngoại ký sinh trùng luôn cho nó chắc cú. Rồi đó, bây giờ thì mình đã có thể sẵn sàng yên tâm thả bọn cá mới này từ trại ngoài kia vô trong chiếc hồ này để hòa nhập cộng đồng rồi. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Khi mà chúng ta gộp rất là nhiều bầy cá lại với nhau á thì rất là dễ lây bệnh chéo luôn. Ví dụ như con này đang khỏe mà con kia bệnh thì tụi nó sẽ lây cho nhau. Tụi cá bảy màu này thấy vậy chứ tụi nó đổng đảnh khó chịu dữ lắm, sơ hở một chút là bệnh à. Còn xa xa ở đằng kia mình còn mấy chiếc hồ siêu to nữa đang trồng rong rêu, chưa biết thả cá gì vô nữa. Mấy bạn thử góp ý cho mình thả dòng cá bảy màu gì vô mấy chiếc hồ này bây giờ ta.